Quả báo của người vứt cơm vào thùng rác. Có rất nhiều người hiện nay họ xem việc vứt bỏ các thực phẩm còn ăn được vào thùng rác là chuyện bình thường, đặc biệt là những người giàu, những người hiện đang có nhiều thứ để ăn. Họ cứ nghĩ là họ sẽ không bị quả báo. Nhưng thật ra không phải vậy, mà là quả báo đang chưa đủ duyên để trổ, chúng đang chờ đợi họ ở tương lai, khi trổ ra sẽ hết sức khủng khiếp, khốc liệt. Các quả báo đó là: quả báo thứ nhất, hiện đời làm ăn dần dần đi vào thế khó khăn, thất bại, dễ sụp đổ và sẽ khiến họ rơi vào thế nghèo khổ. Lúc này họ kiếm cái để bỏ vào miệng ăn hàng ngày sẽ trở nên rất khó khăn, vất vả, cực nhọc. Đây chính là đang trả quả báo năm xưa. Quả báo thứ hai, sau khi thân hoại mạng chung, tức sau khi chết, phần tinh thần sẽ ra khỏi xác, vì tâm chấp ngã còn chưa chứng được A-la-hán nên buộc họ phải tiếp tục tái sinh. Thần thức rời khỏi thân xác sẽ theo phước nghiệp đã tạo mà có cảnh giới tái sinh tương ứng. Vì lúc sống họ gieo nhân đổ bỏ thực phẩm còn ăn được vào thùng rác, nên có thể họ sẽ phải tái sinh trong loài ngạ quỷ, tức làm ma đói để trả quả báo. Quả báo thứ ba, nếu mãn kiếp ngạ quỷ nói trên, họ đủ duyên đi tái sinh, có thể họ sẽ tái sinh vào loài vật hoặc con người. Họ không còn may mắn được sinh ra ở một đất nước có nhiều lương thực nữa. Hoặc nếu có sinh ra ở đất nước nhiều lương thực thì bản thân họ cũng rất nghèo khổ, không có tiền mua. Ví dụ, sinh ra ở sa mạc, sinh ra ở các vùng đất châu Phi nghèo khổ, các bộ lạc, các vùng dân tộc nghèo khổ thiếu cái ăn, hoặc sinh ra trong thời chiến tranh không sản xuất được nhiều lương thực. Và khi sinh ra ở một nơi như vậy, quả báo đối với họ là điều chắc chắn. Đây cũng chính là đang trả quả báo. Lúc này họ không còn được ngồi trên đống gạo, đống thực phẩm ngon như kiếp xưa nữa, mà là ngồi trên sỏi đá và rác, khi đó phải đi bới rác mà bán mua thực phẩm hoặc bới móc tìm thứ gì còn ăn được để bỏ vào miệng ăn sống cầm cự. Đây chính là lúc họ trả quả báo năm xưa rõ ràng nhất. Mỗi hành vi xấu ác, bất thiện của con người đều sẽ có các quả báo tương ứng, chúng không mất đi đâu cả, chỉ đợi đủ duyên sẽ cho quả báo. Vì vậy, với người có trí tuệ, phải hết sức cẩn thận từ lúc gieo nhân lúc gây ra hành động.